Dạ rồi, xin mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bon sai kỳ kiển trên cả nước ạ. Dạ rồi, hôm nay thì vườn mai của chị Thủy ha có tiếp tục lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai ghép giống cúc thọ hương, cây già mùa ha, tàn xum xuê cho cô chú anh chị mình về lấy bo và cô chú anh chị mình có thể mua về chơi Tết năm 2024 cô chú anh chị ơi. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì mình ủng hộ cho vườn của chị Thủy nha. Rồi thì cũng không là mất thời gian nữa ha, em mời gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi bà chủ ơi. Rồi, hôm nay tới lại kênh thì em cũng xin chào cô chú bác anh chị em gần xa đều thích mai vàng nha. Rồi. Hôm nay tới lại kênh thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai hàng trung trung này ha. Ghép tàng thông nhân trung trung là để cho cô chú anh chị em mình về lấy bo nhân giống, hoặc là mình trồng đất thả vườn, hoặc là mình chăm thay bồn để mình nuôi chơi Tết năm 2024 nha. Rồi. Rồi không làm mất thời gian nữa thì em vào luôn cây mã đầu clip hôm nay là mã 1B. Rồi. 1B là một cây thọ hương tàng thông nha cô chú anh chị. Rồi. Bo già hết nha cả nhà. Rồi. Dạ hoành thân được 16. Rồi. Này có bộ đế nơm nha cô chú anh chị. Cây đế rất là đẹp. Chiều cao là 121. Rồi. Dạ tán ngang là 88. Rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.700.000 nha. Rồi 1.700.000 ha. Rồi. Rồi mình để cây nha bà chủ. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 2B nha cả nhà. Dạ tiếp theo mã số 2B là cũng là một cây khớp thọ hương tàn thông đó nha cô chú anh chị. Rồi cái này tàn khá là ok luôn nha cả nhà. Nụ ngon lành luôn. Cái này là nó già nó rất là ok. Hoành thân cây này chỉ 14 nha cô chú anh chị, đế nở nha. Rồi, nụ ngon lành luôn cả nhà ơi. Rồi, đó, hoành thân là 14 ha. Cây là phần chậu hết cả nhà. Nụ ngon lành, bo già dữ lắm, già cái. Chiều cao là mình được 1m34. Rồi. Tán ngang là mình được 1m04. Rồi. Rồi cây này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình cũng là 1.700.000 nha. Rồi 1.700.000 ha. Rồi mình đổi cây nha bà chủ. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 3B. 3B. 3B cũng là một cây thọ hương đấy nha cô chú anh chị nó. Tờ cây này thơm nó lùng lực ha, đỏ tàn ha. Khá là dễ thương nha cả nhà. Em để đổ luôn nè. Nguyên cái củ luôn nè cả nhà. Cái này quá trời đã cái tàn luôn cả nhà ơi. Cây dáng hơi xiên xiên ha, lùng lực ha, tàn tròn ha, kẹo tàn rất là ngon nha cả nhà. Rồi, thông số. Dạ, hoành thân tại đây là được 18. Rồi. Cái cây này một bể cũ quá trời. Chiều cao là được 117. Rồi. Tán ngang là được 90. Rồi. Dạ rồi, một cây này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá cũng là chỉ là 1.700.000 nha cô chú anh chị. Dạ rồi, mình đổi cây hết bà chủ. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 4B. Dạ tiếp theo mã số 4B cũng là một cây thọ hương không cao nữa nha cô chú anh chị. Nó cái hàng này trung trung vừa chơi lắm. Rồi cây này tàn khá là ok luôn nha cả nhà. Tàn khá là tròn ha, ấm tàn ha. Bo già luôn nha cả nhà. Mấy cây này á mình có, nếu mà mình có thời gian mình kéo, mình vô dây mình kéo kéo sơ sơ mấy cái nhánh này ha, mấy cái tàn này. Nó hoành thân được 17 nha cô chú anh chị. Dạ chiều cao được 120. Dạ tán ngang là mình được 95. Rồi. Dạ rồi một cây này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.800.000 nha cô chú anh chị. Rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số 5B. 5B. À, 5B cũng là một cây phong cao đó cô chú anh chị. Trời, cái tàn quá kẹo luôn cả nhà, tàn ngon lắm nha cả nhà. Cái này thì cô chú anh chị em mình về mình con lại là năm tới là cái tàn dữ dằn lắm nha. Bo cái già dữ dằn nha cả nhà. Ở cái vàng đế này cả nhà, hàng thuần chậu 100% cả nhà mình cứ an tâm nha. Rồi, đã không số luôn bà chủ ơi. Rồi mấy cái này về ghép bo nụ là ngon lành. Dạ hoành thân được 16. Thọ hương mình nuôi càng lâu mùa ha là nụ nó càng dữ nha cả nhà. Năm nay cả nhà mình thấy nụ dày là năm tới là nụ còn dữ dằn. Chiều cao 125. Rồi. Tán ngang là 97. Rồi. Rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá chỉ 1.800.000 thôi nha cô chú anh chị. Rồi, mình đổi cây nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 6B. Là tiếp theo mã số 6B cũng là một cây thọ hương không cao nữa nha cô chú anh chị. Rồi, cái này tàn thông đẹp luôn nha cả nhà. Rồi, còn bộ đế bỏ thì hết chê luôn.
Đó. Bo rất là già luôn cả nhà ơi, nè, nụ nè cả nhà thấy không? Ngon lành luôn cả nhà ơi. Rồi, đã không số luôn nha bà chủ. Quỳnh thân được 17. Rồi. Quỳnh sơ cũ với này xích với này được 23. Rồi. Chiều cao là được 131. Rồi. Tán ngang là được 100. Rồi, một cây này thì em xin giao lưu lưu với cô chú anh chị em gần xa mình. Giá cũng chỉ là 1 triệu 800 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 7B. Dạ. Tiếp theo là 7B nha cô chú anh chị. Rồi. Cây thọ hương này tàn khá là đều nha cả nhà. Đó, lên lô mà 10 cây thọ hương hả bà chủ? 10 cây thọ hương. Rồi, nụ ngon lành luôn nha cả nhà. Tội à, hãm gài thì cô chú anh chị em mình hỏi có lô nào nhỏ 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 không, giá mềm mềm không? Thì hôm nay em có có cái lô này thì em lên để giao lưu với cô chú anh chị em mình luôn nha. Lô này nhỏ nhỏ. Mong cô chú anh chị em mình cũng vô xem và ủng hộ cho em nha. Rồi. Em yêu ơi. Dạ, Hoành Thân được 18. Rồi. Chiều cao 115. Tán ngang là được 101. Rồi. Dạ. Rồi, cái này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình cũng chỉ 1 triệu 700 ngàn thôi nha cô chú anh chị. Rồi, mình đổi cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 8B. Dạ, tiếp theo cây mã số 8B là cây thọ hương quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Cây này tàn kẹo ha, đều tàn ha. Nó tàn quá bự luôn ở nhà, bự nãy bự nhất cái lô mai từ sớm giờ quay luôn ha. Đó. Bự hơn 7 cây đầu clip tới giờ nha. Tàn rất là ấm tàn nha cả nhà. Xem tàn trước ha. Bo thật già ha. Về mình lấy cái này, bo mình lấy 1000 bo là dư sức nha cả nhà. Quỳnh thân tại điểm này là mình được là 19. Rồi. Củ đế nở nè cả nhà. Cây này rất là đều chi luôn á cô chú. Rồi. Anh chị. Chiều cao là 132. 1m32. Tán ngang là mình được 115. Rồi. Rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 2 triệu 200 ngàn nha. Rồi, mình đổi cây nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 9B. 9B. 9B cũng là một cây cúc thọ hương đó nha cô chú anh chị. Đó. Trời ơi, cây này quá đẹp luôn cô chú anh chị. Mấy cây nói chung là cái lô này là đạt chuẩn luôn á cô chú anh chị. Tàn quá đã. Cái giá em đưa ra là giá em đã bao phí ship cho cô chú anh chị em mình luôn rồi đó nha. Dạ, Hoành Thân được chỉ 16 nha. Hoành 16 cả nhà. Mấy cái chọc ghép là cô chú anh chị em mình thấy là đủ mê lê luôn á. Chiều cao là được 129. Rồi. Tán ngang là mình được 124. Rồi. Rồi, một cây mã 9B này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ là 2 triệu 100 ngàn nha. Rồi, mình đổi cây luôn nha. 2 triệu 100 ngàn là mình được một cây mai rất là ok luôn. Rồi, tiếp theo cây mã số 10B. Rồi. 10B cũng là một cây cuối clip hôm nay luôn nha cô chú anh chị. Đó, đây là cây nè cô chú anh chị em thấy ha. Cái chi và tàn rất là đẹp nha. Cái hàng này thì nói chung là nó già dữ lắm, già rồi cô chú anh chị em mình mua về thay lá giúp em nha. Rồi. Nồi lãi nụ đồ. Quá bò trời quá đất nụ luôn. Bo rất là ngon ha. Bo nụ lên. Dạ, Hoành Thân được 14 nha. Rồi. Chiều cao là 120. Tán ngang là mình được 90. Rồi. Dạ rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1 triệu 700 ngàn thôi nha cô chú anh chị. Rồi, cây này cuối clip luôn ha bà chủ. À, đây cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú bác anh chị em gần xa đã xem hết clip, đã ủng hộ cho em ha. Em mong cô chú anh chị em mình cũng luôn luôn yêu thương kênh và ủng hộ cho vườn ha. Rồi, em xin nhắc lại số điện thoại mình ạ. Số điện thoại của em là 0348322142 nha cô chú anh chị. Và em xin cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem hết clip ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ chị Thủy trong các clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình và xem được cái nào thì mình ủng hộ cho dùng của chị Thủy nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.